đi trên kia luôn hả? Còn nhiều nhân chứng khác nữa, nhưng mà cái người hiện nay vẫn còn đang tại chức, vẫn còn đang làm việc.
bổ lưới rồi mới xài. Bổ lưới mới xài hả? Thì bây giờ sao ta? Bổ lưới đi ha, bổ lưới xài đi ha. Tới bắt. Cuốn rồi mới chạy chỗ khác bổ nữa, đâu bổ chỗ này đâu có cá. À bây giờ mình bắt. Chưa, thấy không? Ủa mà sao nó dưới, ở dưới có gì mà dưới? Gốc, gốc cây. Gốc cây hoặc là cái tảng. Cái cành dưới này cả mấy mét lắm mà. Canh bắt lặn lên nha Việt. Đâu rồi, lặn lên đâu rồi? Nó có bị kẹt gì dưới đó vậy bác? Mẹ ngốc. Ngoài nhà mình làm cái đòn đánh, làm cái đòn tre rồi bỏ dọc thuyền rõ cạch 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 lưới rồi nó còn có hai cái rõ cạch 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 mình điếng thì lấy thôi, nó nhìn thấy là nó cảnh nào nó chống được bấm vừa xui 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 ngang ở đây này bắt một cục bập bập đúng không, giờ chưa có lưới sao thằng bé. Để ông mình cứ đi xong rồi nghe khác thiếu gì thiếu gì phải trở về. Nước đây sao? Ghê, quay lại đóng. Đóng không? Dạ. Nói mặt không? Quay mặt có luôn, quay cái mặt luôn. Đóng mặt của hắn. Còn 360 độ. Dưới mấy xe hơi. Tiêu cá xuống chích là có cá không? Dễ sống không? Dễ sống sao là không? Cá không? Không có. Ủa cái trường cứ vô ta, rước con gà, rước con gà về mà lấy 4 ngàn. Còn mình là mình sống ở đây luôn. Buồn màu nữa. À, thuốc là cưng. Muốn gì nữa không? Trời rước con gà vô, không lâu quá không biết. Đây, trong này có đầy đủ. Ngồi đây á, mình ngồi nó đứng. Bữa nay được lên báo á, hai mẹ con nha. VTC ôi xì đập bổ hay gì lên à cứ nghe là cháu không biết sao ở đây sớm nhất là mình bình thường chị ở trong này thì có ra ngoài ngoài kia ngoài thành phố không có hay ra ngoài thành phố không hay là ở trong này biết tập gì đi bất thường hả à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này cái chòi của ta ở là nước ngập á. Chòi nước chị ai hỏi lại chỗ đó nè, đi đó cứ hỏi chòi đó đó, chị về đang ở đó. Dạ. Chỗ con dòng nó khói đó, tập mà đi. Bây giờ mà đi em đi lên đường này là đi cái hướng mà về. Đây ra ngay trung tâm. Bấm luôn đi nhông vậy. Để anh chạy một vòng đi. Chạy vòng tròn đi. Gì? Thấy gì?
À có gì không Điềm? Nhỏ đâu, đi hồ mà. Đi hồ.